Chào các bạn, mình là Linh đây. Hôm trước anh em mới chỉ nhìn đến 50% công lực của dòng Bạch Long thôi anh em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với anh em nhìn thấy cái 4 chấm không? Sai. Ôi, mẹ thấy mẹ giòn mà hay quá. mẹ vẫn là giò. Ok. Đây. Mình ở đây. Biến hình. Đâu rồi? Ui bấm E là cái gì đấy? Nó có kích hoạt E anh em ơi. Ui nhìn kìa. Mình bấm lúc không cơ này. Đục chính. Một bé. Ui dồi ôi, mình lo luôn. Bạch Long nhìn ngầu chưa? Anh em thấy chưa? Đây là lý do mình bố kết em này nói đến mức độ đấy đấy anh em. Ôi mình vứt nhầm súng anh em. Xin lỗi. Thêm một cái đoạn mà nó mình hơi bị vấp. Đấy nhìn này. Chết luôn rồi. Bây giờ nhá, mình sẽ đổi V đúng không? Đổi lại này. Đấy thì nó tự thay đạn. Hai của hai cho bột được phết. Ôi giời ơi, lo được. Ui giời ơi, ký sinh trùng. Anh em có một cái chi tiết nhỏ mà hôm nay mình mới để ý này. Khi anh em bấm E bấm kích hoạt chức năng vô xong ấy thì nhìn thân khẩu súng nhá. Đấy, ấy nó có một cái viên ngọc màu vàng nó hiện lên. Rồi chạy đi bạn ơi, mình ở sau bạn đây. Biến hình. Ui nó tự động chuyển khi mà anh em hết đạn ấy. Đủ xịt vãi. Chết ngay. Này biến hình này. Đấy, khi mà hết đạn thì nó sẽ chuyển sang lục dự phòng này. Ui cả chết được luôn này. Đây, em ra đây anh thương. Tự động hồi máu. Đấy, để cho ê, hồi sinh này. À cầm combo snake à? Đấy. Đù, nó có đạn dự phòng ạ. Đù, phi. Vẫn cận chiến được nhỉ? Cận chiến được 2 súng luôn này. À, có anh em hỏi là cái khẩu AK này bao nhiêu tiền ấy thì là nó giá là 3M anh em nhá. Và cả lục nữa. Tổng cộng phải 6M. Đấy. Khi mà anh em đủ bộ combo thì anh em sẽ có khả năng kết hợp như này. Đói. Rika. Toàn rồi. Thôi Rika, từ Rika. Vội thế. Chưa chờ hỏi nhau cái nào đã đòi cận chiến rồi. Vừa phải thôi chứ. Rồi. Và hiệp cuối cùng anh em mình cũng mới hiểu sao hôm nay mình chơi kiểu ngáo ngơ vãi lìn đấy. Ui dồi. Đấy. À được rồi. Ôi. Rồi bây giờ sao mà yêu thích đi. Cái map kia mẹ Rika vừa vào cái mẹ anh em thoát bằng sạch ạ. Vãi nồi. Mẹ cái sức mạnh huyền bí nào đấy làm cho anh em sợ vách cả đái ra. Ui. Không cào được, không bắn được luôn. Bấm E rồi này. Rika nó bảo là khi mà bấm E có cả nhảy bắn được tăng sát thương ấy. Đủ khắm vậy. Ok. Ôi chết luôn. Ôi bấy. Đấy mà được em. Chốt. Ok. Mẹ. Mò quá mình được. Shit. Ở trong này, trong này. Chết luôn. Bộ me này, kích hoạt này. Rika bảo là khi mà có một cái gọi là khả năng mà khi mà bấm E gọi là chức năng vô song sẽ giúp anh em tăng sát thương à. Tăng sát thương khi mà nhảy lên đúng không? Dị phết nhỉ. Úi dồi. Úi dồi, nó vẫn chơi mới huyết thanh mình được, hay quá. Ok. Ôi, sao nó hết rồi. À đây. Kích hoạt. Đấy. Đây, anh em nhìn này, Piu. Ờ, nhìn đâu, bên phía ngọc không? Ui, mà tí toàn. Sợ ghê. Gì vậy bác? Ui
chiến luôn. Hay quá. Ui. Đấy, khi mà kích hoạt E đấy, chứ là đặc biệt của nó là nó trông như vậy đấy anh em. Nó sẽ nổ lan ra mấy cái con, thế là sẽ tạo ra một cái đạn đặc biệt ấy. Nó nổ giống kiểu cái lục radar ấy. Giống hệt vậy luôn. Bùm bùm bùm. Ấy, nổ này. Ui chết luôn kìa, ui xôi. Được thế nhở. À, quả 2 trong 1 này chất lượng đấy. Bao la kìa, ok. Đừng má, hay quá. Còn lục này cũng cứu cánh phết. Xung chính hết đạn thì nó sẽ tự động chuyển sang nhé anh em. Tự động chuyển sang bắn lục. Làm kích hoạt này. Đó, thấy không? Nó nổ không? Thì nó nổ không? Thế là đủ tiến hóa thì nó sẽ được như thế này đấy. Ôi. Ui, chết luôn. Ui, không chết kìa. Ui, không chết kìa. Đèn đế. Rồi, thằng này 5 sao rồi. Cái này bất lực rồi. Nó trúng rồi này. Ui, mất 1.000 máu kìa. Trừ 1.000 máu kìa. Ui, con xít của con này chất lượng phết nhỉ. Biu. Nó xít vào đầu nó. Năm sao. Ấy đúng rồi, đạp vào xít đi, đạp vào xít đi. Ấy gì à. Ui, chết luôn này. Quả xít này nó khắc tinh với con hero nhiều sao vãi. Đấy nha. Đấy, khi mà anh em xới hết đạn này, chẳng hạn như này đúng không? Đó, thì nó sẽ tự chuyển sang súng lục. Wow, thay đạn súng lục luôn, cận chiến nó bằng súng lục được. Bấm V một lần nữa thì anh em sẽ chuyển sang hình dạng súng chính. Và nó thay đạn khẩu đấy luôn. Bởi vì vừa nãy anh em bắn hết khẩu thì hết đạn thì nó mới chuyển sang mà. Hay đấy. Còn nếu mà muốn chuyển lúc nào cũng được mà, bấm V là chuyển lúc nào cũng được. Úi dồi, đầu chọc. Bấm E thì sẽ kích hoạt một quả kiểu đạn đặc biệt ấy. Nó sẽ nổ. Khi mà tiêu diệt zombie xem nó sẽ nổ. Úi, tàng hình kia. Ôi mẹ. Ôi, tôi xong rồi. Tàng rồi.